trên biển hiếm khi lâm vào một trận sóng yên tử dương mang theo đoàn đội mọi người lần nữa đi tới trên bong tàu hiện giờ bọn họ đã xâm nhập vào nội vực vô tận hải trên tâm cảnh cũng có trình độ biến hóa nhất định cái loại khát vọng bức thiết muốn nhanh chóng đạt tới ma long đảo cũng trở nên càng thêm nồng đậm nhưng mà đám người từ dương đều rất rõ ràng đi trăm dặm nửa chín mươi quan trọng nhất mới là nửa sau từ nội vực vô tận hải cho đến khi đổ bộ lên ma long đảo trong lúc này tất nhiên có thể gặp phải một vài sinh vật khủng bố khó có thể tưởng tượng làm trở ngại tiếp theo không nói đến lực lượng của ma long trên đảo rốt của cường đại đến trình độ nào cho dù là tộc quần mãnh thú đỉnh cấp vây quanh hải đảo vô cùng vô tận cũng có thể mang đến cho đoàn đội từ dương phiền phức cùng trở ngại cực lớn à ha ha lão đại thời tiết hôm nay thật sự làm cho người ta tâm tình thoải mái bầu trời quang đãng vạn dặm không có mây đen thời tiết như vậy gần như khó nhìn thấy trên biển một lần gu la vỗ vỗ bụng lớn của mình mở miệng cảm khái một đợt những đoàn đội khác thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt duy chỉ có vẻ mặt từ dương bình tĩnh tựa hồ luôn ở trong trạng thái suy nghĩ vấn đề lại nói tiếp từ dương không phải mọi người trong đoàn đội khác hắn với tư cách là người lãnh đạo tuyệt đối của toàn bộ chiến đội vinh quang lúc nào cũng phải suy nghĩ chủ đáo nhất cho kế hoạch tiếp theo của đoàn đội bây giờ nhóm nghiên cứu đã phải đối mặt với vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào để đăng nhập vào ma long đảo thực sự có thể giúp mỗi người trong nhóm đạt được trạng thái đăng nhập an toàn nhất là từ dương hiện nay cần giải quyết ưu tiên hàng đầu được rồi phong cảnh để lại cho các người thưởng thức đi, ta hiện tại còn phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Ha ha ha, trong đoàn đội lão đại có ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta những người này hoàn toàn chờ ôm đùi là có thể an tâm thoải mái vượt qua mỗi ngày, nào giống ngươi luôn là một bộ tâm sự trùng trùng đẹp điệp. Trong tương lai, nếu chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể chia sẻ một số áp lực cho ngươi, từ dưng vội vàng kéo xuống mặt mũi, liên tục xua tay với đám người gula mấy người các ngươi không gây thêm phiền toái gì cho ta, ta cũng đã thấp hương rồi. Mọi người trêu gạo lẫn nhau đùa giỡn, ai ngờ đúng lúc này, một đạo chấn động vô cùng mãnh liệt đụng vào mặt ngoài thân thuyền của chân châu màu đen, đám người từ dương chấn động đều là một lão đào thiếu chút nữa ngã xuống đất. Kiên gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ là có mãnh thú cỡ lớn phát động tiến công chúng ta sao? Vì sao thân tàu đột nhiên chấn động kịch liệt một chút, nghi vấn như vậy lập tức xuất hiện trong đầu mỗi người trong đoàn từ dương. Cuộc cách lập tư cùng vợ chồng Lan Thi lập tức thoát ly bong tàu tiến vào trong khoang chỉ huy, quan sát một phen tràng diện trên radar, lúc này mới phát hiện chung quanh radar tựa hồ nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lại một đạo sóng trạng thái tín hiệu quỷ tích, một màn như vậy lập tức khiến cho hai vợ chồng Lan Thi sắc mặt. Vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ là đổi kịp tám luồng sóng trong truyền thuyết, phu nhân Jessica nhíu chặt mày suy nghĩ nửa ngày. Không nên nha. Nơi này theo lý thuyết đã xem như vô tận chi hải tuyệt đối nội bộ lĩnh vực, cho dù khoảng cách Ma Long đảo cũng không có khoảng cách quá mức xa xôi, ở một vị trí như vậy cơ hồ không có khả năng gặp phải tám luồng sóng, trừ phi. Hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề, đúc liếc nhau, trong ánh mắt lại tràn ngập màu sắc hoảng sợ, sau đó lập tức lại một lần nữa trở lại trên bong tàu, đem vấn đề có thể xuất hiện trước tiền báo cáo cho Từ Dương. Nguyên lai like cái gọi là bát cổ lãng này chính là một loại hình thái gợn sóng cực kỳ đặc thù trong biển vô tận, thường thường xuất hiện loại hình thái bát cổ lãng này cũng chỉ có hai loại khả năng một loại là ở sâu trong eo biển, muốn có một loại lực lượng vô cùng cường đại sắp bộc phát, trước khi tình huống như động đất hoặc sóng thần diễn ra, đều sẽ ở giữa lĩnh vực biển vô tận hình thành tám luồng sóng lớn như vậy. Một tình huống khác chính là cự giải hai đầu cự giải, một trong ba đại bá chủ vô tận trong truyền thuyết. Sở dĩ một trong ba đại bá chủ trong truyền thuyết cùng với Vĩnh Hằng Ma Thụ trước đó nổi danh đầu cự giải sẽ gây ra loại sóng biển đặc thù này quỹ tích gợn sóng, có lời đồn ghi lại, là bởi vì song đầu cự giải này thời điểm không có việc gì sẽ dùng một loại biện pháp cực kỳ đặc thù điên cuồng thôn vệ thủy. Khí thủy biển trong hải vực chung quanh, sau đó lại thông qua một hình thức lọc bài tiết những sóng nước dư thừa này, đem thức ăn bị thôn vệ vào trong cơ thể lưu lại trong thân thể, liên tiếp 8 lần thôn vệ, cơ bản có thể thỏa mãn dục vọng khẩu phúc lần này của hắn. Dần ra, cách nói và xưng hô của 8 luồng sóng lớn liền lưu truyền giữa các thế lực trong các lĩnh vực lớn của vô tận hải, phàm là đoàn đội gặp phải loại sóng biển này đều sẽ rút lui viện trợ trước tiên miễn cho bị bá chủ cự giải trong biển kia thật sự để mắt tới. Tư liệu liên quan đến song đầu cự giải này, cho dù là Gula cùng với tuyệt mỹ nữ phó phó bên cạnh hắn, cũng không có nắm giữ nhiều hơn. Bởi vì đúng như lời người khác nói, thế lực chân chính gặp phải song đầu cự giải vô tận chi hải cơ hồ đều đã toàn quân bị diệt, có thể sống sót rời đi đã là lông phượng lân giác, đủ thấy được song đầu cự giải này lốt cuộc khủng bố cỡ nào. Về phần đẳng cấp thực lực chân chính của hắn, dựa theo phán đoán chung của cổ cách lạp tư cùng tuyệt mỹ nữ phó bộc của hắn thực lực của tên này hẳn là đã đạt tới trình độ cuối cấp đỉnh phong của mình lão đại kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ lập tức chuyển hướng sao từ dương lại lộ ra một tia cười lạnh phương hướng đi của chúng ta lần này không phải đã sớm định ra sao dọc theo vị trí này mà tiếp tục đi tới chính là một con đường thuận tiện nhất tới ma long đảo căn bản không cần phải rời phương hướng thật sự gặp phải cự giải xong đầu kia liền cho hắn một chút màu sắc nhìn xem mà thôi. Lời này cũng chỉ nói ra trong miệng Từ Dương mới không làm cho mọi người cảm giác được buồn cười. Dù sao người ta cũng là một trong ba bá chủ vô tận chi hải, thực lực khủng bố như vậy căn bản không phải là một thế lực tồn tại một mình tầm thường có thể chống lại, nhưng bây giờ ác chủ bài của chiến đội Vinh Quang Từ Dương thật đúng là muốn chạm vào bá chủ chân chính của cái gọi là biển vô tận này. Lại nói tiếp, ta có mấy ngày không ăn được thịt cua, nếu thật sự có thể bắt được cự giải hai đầu này ta liền để cho các huynh đệ chúng ta hào hảo mờ một bữa ăn, bổ sung dinh dưỡng một chút. Từ dưng rõ ràng là đang dùng giọng điệu đùa dẫn nói ra một trò đùa khiến tất cả mọi người run rẩy. Nhưng mà đúng lúc này luồng sóng lớn thứ hai đột nhiên xuất hiện, lúc này đây không còn là tư thái trùng kích phần dưới thân tàu chân châu màu đen như lúc trước nữa, mà là một cỗ tường cao sóng lớn mắt thường có thể thấy được, cứ như vậy cách đó mấy ngàn thước cũng giống như một màn trời sóng nước, tư thái cao mấy chục. Thước ngang đẩy tới, sóng lớn khủng khiếp nhất nuốt chừng tất cả như sóng thần mang lại cho mọi người một loại áp lực hít thở không khí mà cũng chính bởi vì một đạo sóng lớn mắt thường có thể thấy được xuất hiện tiến thêm một bước chứng minh hai đầu cự giải liền xuất hiện ở chung quanh hải vực bởi vì nếu như không có thực lực khủng bố của nó làm tiến bộ phía dưới sóng biển này không có động đất quy mô lớn xuất hiện căn bản không có khả năng dễ dàng hình thành cục diện sóng thần như vậy một loại giải thích duy nhất chính là song đầu cự giải kia lại bắt đầu ăn uống trời ơi lão đại ngươi nhìn nhanh Sóng cao như vậy, chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Đám người gula đều lộ ra biểu tình hoảng sợ, Từ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, nhưng đúng lúc này, bên cạnh chân Châu Hào màu đen một đạo thân ảnh vô cùng tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, chính là nữ yêu vương đi tới trở về. Kiện chủ thần khí nàng nâng trong lòng bàn tay rõ ràng chính là Thương Hải Vô Cực, cũng là kiện thần khí trong biển chân chính mà Từ Dương tạm thời cho nàng mượn sử dụng lúc trước. Quả nhiên Thương Hải Vô Cực cường đại khí tức nhanh chóng gợn sóng ra đem toàn bộ thân thuyền chân trâu màu đen hoàn toàn bao phủ, sinh ra một đạo thủy làm sắc bảo hộ màng vô cùng thông thấu, sinh sinh là chống đỡ sóng lớn thứ hai này xâm nhập. Chủ nhân, ta tới hẳn là còn không tính là muộn chứ. Nữ yêu vương lộ ra một nụ cười nhìn về phía tử dương trên bong tàu, mọi người trong các chiến đội vinh quang khác cũng phát ra tiếng hoan hô kích động, sự xuất hiện của nữ yêu vương không thể nghi ngờ đã hóa giải hoàn mỹ uy hiếp từ sóng lớn này. Bất quá nhìn trạng thái lúc này, hẳn là tiếp theo còn có mấy con sóng lớn cường đại hơn sắp tới là một trong những cường giả đỉnh cấp đã sinh tồn vô số năm trong biển vô tận nữ yêu vương tự nhiên biết rõ cường giả này có thói quen sinh hoạt như thế nào bởi vậy cũng không có trước tiên rơi vào trên bong tàu đình chỉ động tác mà là tiếp tục ngưng tụ lực lượng của mình chuẩn bị nghênh đón đạo thứ ba sóng lớn xâm nhập quả nhiên kế tiếp từng đạo sóng to gió lớn không ngừng xuất hiện khi luồng sóng lớn thứ tám cuối cùng hàng lâm một khắc, toàn bộ hải vực chung quanh hắc chân châu hào trong vòng trăm dặm tất cả đều dưới sự xâm nhập của sóng gió che trời khủng bố tuyệt lơn này bị một fan tấn công khủng bố khó có thể tưởng tượng được từ dương hắc sắc chân châu hào ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì dù sao có nhiều người như vậy tự mình tọa trấn thủ hộ hơn nữa thương hải vô cực chủ thần khí đối với sóng biển không gì sánh kịp năng lực khống chế cuối cùng cũng đem một cội sóng lớn thôn vệ cuối cùng vô cùng cường đại này hóa giải xuống đáng tiếc hai đầu cự giải này tiềm ẩn sâu trong hải vực những sinh vật trong biển bị tám luồng sóng lớn tập trung nhưng còn lâu mới không may mắn như vậy, lúc này hẳn là đều đã bị hai đầu cự giải này nuốt vào trong bụng. Ta sát. Quá đáng sợ, đây chính là thực lực bá chủ trong biển của từ cấp trung giai đỉnh phong sao, lão đại nếu để cho ta cùng hắn một trọi một solo mà nói, chỉ sợ một trong ta cũng không phải là đối thủ khổng lồ như vậy nha. Cula la nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không đợi từ dương mở miệng phản bác, tuyệt mỹ nữ phó bên cạnh hắn lập tức mở miệng đả kích mập mạp này một đợt ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa cường giả cấp bậc này chỉ có a dương các hạ mới có thể chống lại chỉ cần thực lực nhưng ngươi đừng nói là một trăm cho dù là một ngàn một vạn cái cũng bất quá chính là hai đầu cự giải há mồm thôi vậy một điều thức ăn là có thể dễ dàng giải quyết ngươi à không ta từ hồ xem nhẹ một điều kiện tiên quyết đó chính là ngươi thân thể mập mạp lại giảm mấy chục cân nếu không cự giải hai đầu kia nuốt ngươi vào bụng rất có thể sẽ bị kẹt cổ họng hắn tuyệt mỹ nữ phó này trêu chọc một phen khiến mọi người trong chiến đội vinh quang cười ha ha nhất là mấy người tuyết nhi cười vui vẻ nhất kula cũng đã sớm quen với mọi người trong đoàn đội đem hắn khai phá chẳng qua duy trì một loại không khí như vậy luôn có thể làm cho trong chiến đội vinh quang tràn ngập bầu không khí ấm áp như một ngôi nhà vô cùng hài hòa điều đáng nói chính là vòng xoáy ngũ lang kia vốn lạnh lùng tồn tại như băng sơn hiện giờ lại thỉnh thoảng cũng có thể ở trong đoàn đội lộ ra một nụ cười trong khi lắng nghe mọi người trêu chọc nội tâm lạnh lẽo của hắn cũng dần dần tan chảy hơn nữa còn cố gắng không ngừng thu hẹp khoảng cách với mỗi thành viên chiến đội vinh quang tất cả dường như đang phát triển theo hướng tốt duy chỉ có sóng to gió lớn này xâm nhập làm rối loạn loại kết cấu vốn có này ngay sau khi mọi người cho rằng tám luồng sóng lớn tiêu tán cự giải hai đầu kia có thể rất nhanh tự mình rời đi hơn nữa lặn xuống biển sâu làm cho mọi người không thể tưởng tượng được một mà lại diễn ra lúc này đây cự giải song đầu cũng không dễ dàng bị đứt bỏ như vậy mà là đột nhiên lộ ra mặt ngoài vô tận chi hải lợi dụng cái đầu cực lớn vô cùng của mình bình tĩnh quan sát chung quanh rất nhanh liền tập trung một đạo ánh sáng nhỏ như tơ tầm ở cuối thế giới toàn thân hắc sắc chân châu cự thuyền cũng vào giờ khác này khiến cho đối phương chú ý làm sao có thể lại là con tàu này nếu như ta nhớ không lầm mấy trăm năm trước con tàu này đã từng tiến vào lĩnh vực bên trong vô tận hải về sau nghe nói còn thành công đổ bộ ba long đảo vì sao con tàu này có thể mấy trăm năm sau lại được khởi động cự giải xong đầu mang theo nghi vấn như vậy nhanh chóng tới gần chân châu màu đen từ dương hiểu biết nhẹ bén cỡ nào lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại không gì sánh kịp tập trung vào bản thể của chân châu hào màu đen ý thức được nguy hiểm sắp tới từ dương cũng không còn do dự nhiều hơn nữa trực tiếp lấy ra thân phận lãnh đạo tuyệt đối của chiến đội vinh quang tính toán quyết cao thấp với bá chủ biển chân chính này các ngươi đều canh giữ trên thuyền mà kệ phát sinh tình huống như thế nào không có mệnh lệnh của ta cũng không được thoát ly hắc sắc chân châu hào, trận chiến này giao cho ta tự mình xử trí, không nên ý đồ quá mức tới gần ta, vạn nhất hắc sắc chân châu hào thật sự xảy ra biến cố gì, đối với chúng ta mà nói, thì phải mất nhiều hơn. Từ Dương nghiêm túc ra từng mệnh lệnh, tất cả mọi người trong chiến đội Vinh Quang đều nghiêm khắc chấp hành, bởi vì bọn họ biết rõ Từ Dương là lão đại duy nhất vĩnh viễn sẽ không lừa gạt tình cảm của bọn họ. Phải biết rằng, đối với một đoàn đội mà nói, xây dựng lòng tin lẫn nhau quan hệ dựa vào lẫn nhau là tương đối khó khăn, nhưng bây giờ rất may mắn là chiến đội từ Dương Vinh Quang đã sớm đạt thành một loại ăn ý đặc thù như vậy. Nhìn tất cả mọi người thành thành thật thật quy củ đứng ở trên bong tàu của chân châu màu đen, từ Dương cũng không có gì lo lắng, trực tiếp mang theo vòng xoáy ngũ lang kia bay lên trời, đi thẳng đến vị trí của song đầu cự giải kia. Lão đại, ngươi xem tại sao trên mực nước biển này đột nhiên có hai tia sáng như ánh đèn, vòng xoáy ngũ lang thật sự cũng là vẻ mặt ngây thơ mở miệng hỏi từ dương chẳng qua hắn nhận được câu trả lời lại làm cho người ta kinh ngạc đó cũng không phải là cái gì trong vô tận chi hài làm sao có thể tồn tại loại hỏa thuộc tính này lực lượng ba động chỉ có một loại khả năng đó chính là chúng ta nhìn thấy hai đạo quang này cũng không phải là cái gì đèn lồng mà là hai con người khổng lồ thuộc với cự dài song đầu khi sắc mặt từ dương ngưng trọng nói ra những lời này vòng xoáy ngũ lang bên người đã bị dọa đến có chút hoài nghi nhân sinh nhưng vẫn không thể tin được phóng mắt nhìn toàn bộ bộc châu đại lục chỉ sợ còn không có thú hoàng nào có thể có được thân thể khổng lồ như vậy trời đất lão đại nếu thật sự như lời ngươi nói tên này chỉ sợ chỉ cần phung đầu và đuôi của mình là có thể đem lực phòng ngự của hai người ta triệt để phá hủy loại tồn tại có thể nói là khủng bố này thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nha khó trách hắn có thể được ca ngợi là một trong tam đại bá chủ đỉnh cấp trong vô tận chi hải chi vạn chúng sinh này quả nhiên là danh bất hư truyền từ dương cười lạnh một tiếng đạp không mà lên, trực tiếp đi tới phía trên đỉnh đầu hai đạo đèn lồng lớn màu đỏ bừng này, dùng một loại tư thái nhìn xuống chăm chú nhìn cự giải hai đầu trước mặt. Đừng đấu tranh nữa, ngươi vừa mới làm tổn thương người của ta, nói đi, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Quả nhiên, bị vòng xoáy ngũ lang nhìn như hai con đèn lồng thông minh, một đôi đồng tử, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hiện lên bộ dáng lộ ra nửa cái đầu trên mặt nước, lúc này mới làm cho vòng xoáy ngũ lang hoàn toàn tin tưởng thực lực khủng bố của tên này. Ha ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân còn dám ở trước mặt chủ nhân làm cả đòi hỏi như thế, hai người các ngươi đều đã chết đến trước mắt, cư nhiên còn đang suy nghĩ những chuyện lợi ích liên quan này, thật sự là một loại đáng thương nha, từ dương gửi lạnh một tiếng. Đối với loại người ngươi này nói chuyện đơn giản là đánh đàn với châu, ta mới lười cùng ngươi bẻ cái gì, hiện tại ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là tiếp tục lấy tư thái như vậy hướng hắc sắc trên châu hào của ta phát động tiến công hoặc là cùng ta đường đường chính chính định phong quyết đấu một lần ta muốn ở trước mặt mọi người trong đoàn đội tước đoạt quyền lợi bá chủ trong biển của ngươi không thể không nói cự giải song đầu này có thể không mạnh như mấy cường giả cấp bá chủ kia nhưng nói về phương diện tốc độ cùng với trình độ phương pháp chiến đấu và sách lược tên tuổi này căn bản không thua kém bất kỳ thành viên nào khác của chiến đội vinh quang phần vẹn chỉ có từ dương mới có thể áp chế được hắn ở những phương diện này rất tốt nhân tộc, nếu ngươi cố ý muốn chịu chết như vậy, bản tôn không ngại liền thành toàn ngươi một lần. Cự giải hai đầu này cũng không phải ăn chay, dù sao các cường giả đỉnh cấp trong biển vô tận bị hắn cắn nuốt trong thời gian dài như vậy đã vô số kể, hắn căn bản không thèm để ý vì hôm nay lại chọc giận hắc sắc chân châu hào của mình mà sớm phát động tiến công. Rất nhanh xong đầu cự giải từng chút từng chút thoát ly mực nước biển vô tận, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tuyệt đối đáng nói là, một khi tu sĩ đột phá tử cấp, Bất kể là nhân tộc hay là tu sĩ chủng tộc khác đều có thể thức tỉnh năng lực phi hành nhất định, ít nhất giống như lúc này xong đầu cự giải. Thời gian dài lơ lửng giữa không trung, tiến hành không trung tác chiến thần thông bản năng, liền có thể trở thành tử cấp cường giả cấu hình độc quyền. Từ Dương không do dự nhiều hơn nữa, lần thứ hai tế xuất Ngọc Cốt thần kiếm bản thể mình vô cùng cường đại bả vai lơ lửng sau lưng mình, khí tức thần kiếm đồ đằng tỏa ra phá lệ lạnh lùng bức người, chỉ riêng lúc này cả người Từ Dương bộc phát ra khí tràng, cũng đã có thể làm cho mặt phẳng hải vượt phía dưới chấn. Động không thôi, mà theo song đầu cự dài cùng xuất hiện, lĩnh vực chung quanh hải vực này tất cả đều biến thành chiến trường tư nhân hai người quyết đấu đỉnh cao. Tất cả tất cả tộc quân đỉnh cấp cùng sinh vật trong biển đều tự động tự giác rời khỏi vị trí ngoài phạm vi vạn thước, cung cấp cho bá chủ chân chính trong biển cùng với cường giả nhân tộc đứng đầu đến từ ngoài vực, cung cấp không gian chiến trường hoàn mỹ nhất. Ta lao một cái, các người thấy chưa? Bản thể của cự giải song đầu kia Tuy nhiên đã đạt tới trình độ này, hơn 10 con voi đến gần nhau, phòng chừng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đường nét thân hình của hắn. Đây là phải ăn bao nhiêu thứ mới có thể bành trướng đến mức này. Ta nói Hula ngươi không phải tự coi mình là bách hiểu sinh bách khoa toàn bách khoa sao, ngươi ngược lại nói cho ta xem, cư giải hai đầu này đã sinh tồn ở hải vực vô tận bao nhiêu năm rồi. la ra vẻ tự hỏi, nhưng nửa ngày cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác ngược lại tuyệt mỹ nữ phó bên cạnh hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn của cách lạp tư một cái, sau đó đem mấy chục vạn năm này thốt ra. Mấy trăm ngàn năm. Đánh tên này cho dù ba ngày ăn một lần, mấy chục vạn năm cộng lại tổng lượng thức ăn cắn nuốt qua cũng tương đối kinh người. Nữ yêu vương đứng trên bong tàu chân châu màu đen nhìn từ xa, tựa hồ cũng có chút lo lắng cho tình cảnh của Từ Dương. Tuy rằng nàng biết rõ thực lực của Từ Dương đã đủ cường đại, nhưng cái gọi là quan tâm thì loạn, hiện giờ nữ yêu vương đối với Từ Dương tình cảm thập phần đặc thù, hắn thật sự sợ Từ Dương ở trước mặt mình bị thương tổn. Bởi vậy không chút ra dự liền đem thương hải vô cực chủ thần khí trong lòng bàn tay cách không đưa về bên người Từ Dương, bằng vào công năng chủ thần khí cường đại tập trung khí tức, mặc dù cách xa xa không truyền tống tới cũng sẽ không có chút vị trí nào. Cảm nhận được thương hải vô cực lực lượng lần thứ hai vây quanh thân thể của mình. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, không thể nghi ngờ có một kiện chủ thần khí dành riêng cho lực lượng hải dương trợ giúp từ dương hoàn toàn có thể chiếm ưu thế lớn hơn trong quá trình đối kháng song đầu cự giải trong trận chiến này người tên này dù sao cũng là một trong ba đại bá chủ đỉnh cấp trong vô tận chi hải nguyên bản ta còn lo lắng chiếu cố thể diện ngươi thả chậm thiết tấu đối kháng giữa hai người ta nhưng hiện tại thương hải vô cực chủ thần khí lại trở lại trong tay ta nếu như vẫn một mực lựa chọn phòng ngược bị động mà nói không khỏi cái này chủ thần khí phòng trừng cũng sắp không vui đâu từ dương cười lạnh một tiếng sau đó, đột nhiên bay lên trời, một cỗ thần kiếm đổ đằng ở trong hư không huyện hóa ra vô cùng vô tận kiếm quang, vẫn như cũ là hán thích nhất một chiều phóng thích ra. Ngay sau đó tinh thần lực của từ dương làm dẫn dắt, làm cho kiếm quang vô cùng vô tận giữa không trung, đồng thời rơi vào trên bản thể của cự giải song đầu. ầm ầm, lực lượng khủng bố tuyệt luân vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Thủy Trung đứng bên cạnh từ dương vòng xoáy ngũ lang, sau khi cảm nhận được một đợt lực lượng áp chế hiệu quả bộc phát của từ dương, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn rất rõ ràng nếu như lực lượng như vậy đổi lại bất kỳ mục tiêu nào khác, chỉ sợ sớm đã có thể làm cho thân thể đối phương vỡ vụn, nhưng cự giải hai đầu trước mắt chẳng những không có chức ý tránh né nào, ngược lại lựa chọn dùng hai chân trước vô cùng sắc bén của mình, chắn ngang trước mặt mình. Kiếm quang vô cùng vô tận này phảng phất là một ít thiết kiếm gì rét đánh vào trên tấm chắn vô cùng cứng cỏi, vẻn vẹn chỉ có thể nghe được một ít tiếng va chạm bùm bùm, sau đó chính là một đạo hư không kiếm quang ngày đi về phía vỡ vụn tràng diện xuất hiện mà trước mắt xong đầu cự dài bao gồm cả hắn dùng để che chắn hai cái chân trước thật lớn vẫn là bộ dáng hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí ngay cả một đạo loang lổ vết tích cũng không thể lưu lại trên người hắn trời ạ à, tên này cứ nhiên là cự thú luyện thể thuần túy vòng xoáy ngũ lang theo bản năng cảm khái một tiếng đồng tử co rụt lại không khỏi lập tức đối với ấn tượng cự giải hai đầu khổng lồ trước mắt có chút thay đổi Thuần túy luyện thể hình cự thú có nghĩa là tất cả nội tình lực lượng mà tên này tích lũy được mấy chục vạn năm qua đều dùng để cải thiện thân thể của mình. Bởi vậy hắn mới có thể có được lực lượng thân thể cứng cỏi không thể tưởng tượng nổi như vậy làm bảo hộ. Ha ha ha, phán đoán của ngươi không sai, người trẻ tuổi, chuyện duy nhất ta làm mấy chục vạn năm qua chính là cắn nuốt sinh vật trong biển, sau đó luyện hóa sinh mệnh tinh hoa của bọn họ, cường hóa thân thể của mình, không chút khoa trương mà nói, hiện giờ phóng tầm mắt ra toàn bộ biển vô tận, bất luận trùng tộc nào trong nhất, mạch hải, ta nói cường độ thân thể thứ hai, không có bất kỳ cử thú nào dám nói đệ nhất. đương nhiên, trong tam đại bá chủ vô tận chi chủ cùng ta, vĩnh hằng ma thụ số hai bất quá chỉ là hạng người phiếm. xem ra tám phần hẳn là đã trở thành bại tướng thủ hạ của chiến đội các ngươi. nếu không nếu như ta nhớ không lầm, thương hải vô cực này hẳn là pháp bảo thiếp thân của lão giả vĩnh hằng ma thuật kia. ngoài ra còn có một cái khác ẩn thân ở bộ xương vương đào kia nếu như nói thật muốn tìm được một cái lão già có cường độ thân thể có thể cùng ta sánh vai kia, hẳn là cũng là số một trong đó. Về phần trong những biển vô tận khác có một người tính một người, không có ai có thể có được thân thể cường đại hơn ta, nếu như các ngươi muốn tác chiến với ta, tốt nhất là đem tất cả mọi người trong đoàn đội các ngươi đều có ích, nếu không thì ngươi mấy đạo kiếm quang kia đánh vào người ta, ngay cả được đạo gãi ngứa. Ta cũng ngại không đủ, nghe được giọng điệu cuồng vọng của song đầu cự giải này, từ dương cũng nhịn không được cười ha ha, Nói cho cùng hắn tung hoành giới tu luyện nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người ghét bỏ lực lượng công kích của hắn không đủ cường đại. Thôi, nguyên bản ta còn không muốn sớm thi triển lực lượng chân chính của mình như vậy, dù sao hiện tại còn chưa đổ bộ đến Ma Long đảo, sớm bại lộ lá bài tẩy của mình cũng không phải là chuyện ta thích làm, nhưng hiện tại nếu đã đụng phải ngươi, liền phán đoán của ta, cường độ thân thể của ngươi đã có thể so với trình độ đỉnh cao trong hệ thống tu luyện linh lực, nếu đã như vậy, ta liền sớm biểu hiện ra lực lượng chân chính của mình đồng dạng cũng đến để cho ngươi mở rộng tầm mắt nghe từ dương nói như vậy cự giải xong đầu trước mắt lộ ra thần sắc kinh hủy vậy quá tốt quá đã không biết có bao nhiêu vạn nam không ai dám ở trước mặt ta tự tin như vậy ta ngược lại còn muốn thật sự nhìn một cái cái gọi là lá bài tẩy mạnh nhất đến tôi cùng có thể đạt tới trình độ nào như vậy đi chúng ta cùng tiến hành một trận đấu ta để cho ngươi đánh ta ba hiệp liên tiếp nếu ngươi thật sự có thể làm tổn thương ta ta có thể bông tha cho đồng đội thuyền sau lưng ngươi còn sống rời đi nếu ngươi không làm được ta sẽ đem những đồng đội phía sau ngươi làm thức ăn trước mặt hai người ngươi đem bọn họ hoàn toàn cắn nuốt sau đó từng chút từng chút tra tấn hai người các ngươi thế nào trò chơi này nghe có vẻ thú vị không từ dương lạnh lùng cười ba hiệp quá nhiều ngươi chỉ cần cho ta một hiệp ta liền có thể làm cho người hối hận đi tới thế giới này kế tiếp từ dương cũng không tiếp tục khách khí gì với tên to trước mắt này nữa cả người đã nghiêm túc trước nay chưa từng có. Sau đó bản thể ngọc cốt thần kiếm của hắn cứ như vậy không hề báo trước đột nhiên biến mất, không biết đây chính là khúc dạo đầu cần biểu hiện áo nghĩa cuối cùng khi một màn này xuất hiện. Linh dao trên chân châu hảo màu đen lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Các ngươi không phải cho tới nay đều muốn kiến thức lực lượng chân chính của lão đại sao, mở mắt các ngươi ra nhìn kỹ, một kiếm kế tiếp này sẽ là mới trí tưởng tượng của tất cả các ngươi đối với lực lượng cực hạn. Tính cách của Linh dao là như thế nào, Mọi người trong chiến đội vinh quang quá rõ ràng, nhưng nàng ta chưa bao giờ là một tên nguyện ý phô trương thanh thế. Nếu nàng đã mở miệng nói như vậy không thể nghi ngờ. Từ Dương lần này thật sự nghiêm túc, mỗi người trong chiến đội vinh quang đều trợn tròn hai mắt mình, hết sức chăm chú. Nhìn nhất cử nhất động của Từ Dương ở trung tâm chiến trường hạch tâm cách đó vạn mét. Ngay sau đó, Từ Dương ngọc cốt thần kiếm bản thể ngưng tụ trong hư không ngưng tụ ra lực lượng kiếm đạo hết lần này đến lần khác chồng lên nhau, lấy tinh thần lực hiện giờ của Từ Dương tạo nghệ, dưới trạng thái đỉnh phong hẳn là đã có thể đem uy lực của một kiếm này trồng lên 30 lần. Đương nhiên lực lượng như vậy, Từ Dương dùng để đối phó với đối thủ cao cấp hơn, bổ ra từ cấp đỉnh phong cùng cường độ thân thể cự dài trước mắt này, trồng lên 20 lần là đủ rồi. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt biển một đạo vạn trượng kinh lôi ầm ầm sụp đổ, vô cùng vô tận vân vụ vào giờ khắc này nở ra quang mang như hư không nghiền nát, ngay sau đó bị lực lượng hư không liên tiếp trồng lên 20 tầng ngọc cốt thần kiếm bản thể chém xuống không trung một kiếm này ẩn chứa phong mang cùng khí tức còn chưa kịp bộc phát toàn bộ lực lượng cũng đã làm cho mỗi người trên bong tàu hoàn toàn trợn tròn mắt. trời ơi các ngươi xem hình thái lực lượng chung quanh thanh kiếm quang của lão đại hình như đã xảy ra biến hóa đã do so khí thái hoàn toàn ngưng động hóa. trời ạ à, trên thế giới này cứ nhiên còn có thủ đoạn có thể đem khí tức ngưng động. đây có phải là sức mạnh độc đáo của thế giới rộng lớn hơn từ sự kết thúc của vùng đất hoang vắng? nó thực sự là tuyệt vời đám người gula lít tất cả đều đem bánh mắt cát gạo tập trung vào trên người linh giao muốn ở trong miệng nha đầu này đào ra một ít bí mật càng thêm cao lớn của lão đại nhà mình linh giao lại chỉ cười khẽ lắc đầu ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết thực lực chân chính của lão đại các ngươi mới lĩnh hội bất quá phần nổi của Tàng băng sơn hắn ở ngoại vực thế giới là tồn tại có thể trực tiếp chống lại trí tôn thần vương nắm trong tay thiên địa pháp tác nơi đó mới là sân khấu chân chính của hắn ngay cả thần tín ngưỡng chung thế giới bộc châu đại lục các ngươi chỉ sợ cho dù là hắn hiện giờ muốn chiến thắng tư thái đỉnh phong nhất của lão đại cũng đã rất khó phu phụ lan thì bất đắc dị nhún nhún vai hợp lại làm nửa ngày chỉ có chúng ta nghiêm túc mạo hiểm trình độ khiêu chiến như vậy đối với lão đại mà nói bất quá chính là đang trải nghiệm sinh hoạt mà thôi nếu có hắn ở đây cho dù là ma long trên ma long đảo chỉ sợ cũng không có cách nào đả thương chúng ta chứ sắc mặt linh giao lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều ý nghĩ của các ngươi như vậy liền sai lầm rất nhiều đối với bất kỳ học sinh nào mà nói mặc kệ hắn đang ở trong hoàn cảnh như thế nào nếu như mất đi động lực tiến lên như vậy người này cùng cá muối có gì khác nhau đây lão đại cho dù mạnh hơn nữa đó cũng chỉ là năng lực thuộc về một mình hắn cho dù là ta và hắn sinh ra từ cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể ở trên người hắn chia sẻ cái gì một khi trải qua quyết chiến chính thức đánh chết đánh chết các ngươi mới có thể hiểu được có thể dựa vào lực lượng của mình cho dù người khác có cường đại hơn nữa bảo vệ được ngươi nhất thời cũng quyết không bảo vệ được ngươi một đời. Lời nói của Linh Giao, Tuyết Nhi hẳn là người hiểu sâu sắc nhất, bởi vì lúc trước vừa mới thành lập công trình cải tạo siếc, Từ Dương đã từng nói với Tuyết Nhi, hắn sẽ không ở lại Bộc Châu Đại Lục làm bạn với mỗi người trong chiến đội Vinh Quang, chỉ hy vọng có thể ở lại trong đoạn hành trình cùng nhau trải qua, lưu lại. Ký ức và quá khứ tốt đẹp nhất cho nhau, về phần mọi người có thể dưới sự trợ giúp của Từ Dương được tăng lên như thế nào, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của mình. Trải qua một phen hướng dẫn của Linh Giao, mỗi người trong chiến đội vinh quang cũng dần dần giác ngộ từ nhận thức sai lầm vừa rồi rất nhanh khôi phục thanh tình cũng càng thêm kiên định bước chân phấn đấu tiến lên người nói không sai lão đại chỉ có thể trở thành tấm gương của chúng ta nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành khải giáp trên người chúng ta chúng ta phải lấy hắn làm tín ngưỡng cùng vinh quang một đường truy đuổi không ngừng đột phá cực hạn của mình mới có thể không ngừng kéo gần khoảng cách với người ở tầng thứ thế giới các ngươi đây mới là một loại tư duy chúng ta nên có Nghe được mọi người đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, Linh Giao cũng vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu. Đây mới là giá trị mà chiến đội vinh quang chúng ta nên có. Nếu như các người thật sự có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta ở cuối con đường thành thần còn có thể lần nữa đoàn tụ, thậm chí có thể giới sự trợ giúp của lão đại, để cho các người rời khỏi bục châu đại lục, đi tới thế giới rộng lớn hơn, phải nhớ kỹ chỉ. Cần chúng ta không buông tha, vĩnh viễn truy đuổi cảnh giới cường đại hơn, con đường tương lai của chúng ta sẽ có khả năng vô hạn. ầm ầm cũng vào giờ khắc này, từ dương hàng lâm trải quá hư không lực trồng lên gấp 20 lần diệt thế nhất kiếm rút cục hàng lâm. Cự giải hai điều này nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người vốn bị mình coi là đồ chơi như trò chơi, cư nhiên trở thành cường địch bất thế kết thúc sinh mệnh của mình. Trên thực tế khi hắn cảm nhận được hư không vô tận trên đỉnh đầu đều bị một kiếm này vỡ vụn lực lượng ba độ một khác, song đầu cự giải đã bắt đầu hối hận chính mình thiết lập một trận chơi như vậy không làm sao có thể có được lực lượng cường đại như vậy một kiếm này rốt cuộc là ngưng tụ như thế nào mà thành ta sống mấy chục vạn năm chưa từng thấy qua trong bộc châu đại lục có người nào có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như vậy cho dù là ma long trên ma long đảo cũng không nhất định có thể trong vòng một hiệp bộc phát ra lực đạo khủng bố như vậy cự giải song đầu là một trong ba đại bá chủ trong biển vô tận cho dù hắn không tự mình đổ bộ lên ma long đảo nhưng nhận thức của hắn đối với ma long cũng nhất định phải vượt xa một ít chủng tộc khác nhưng khi hắn cảm nhận được một kiếm này của Từ Dương, thậm chí muốn áp đảo Ma Long, hắn mới rốt cục hiểu. Được, người trước mắt này căn bản không phải đến từ Bộc Châu Đại Lục, mà là cường giả ngoại vực cuối cùng hoang vu hàng lâm. Nói nhỏ, Ma Long có thể đánh ra lực lượng như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hiện tại chỉ cần tuân theo lời hứa trò chơi giữa chúng ta, xuất ra lực lượng thủ hộ cường đại nhất của người đối kháng một kiếm này của ta là được rồi. Thanh âm của từ dương lạnh như băng đến cực điểm, thậm chí còn xen lẫn một tia trào phúng cùng lừa gạt, bởi vì đối phương đem chính mình bức nhập vào tình cảnh như vậy tất cả đều là hắn tự làm tự chịu. Người dám giả vờ bức bách với Từ Dương, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tha thứ, quả nhiên, diệt thế nhất kiếm này cuối cùng vẫn bổ vào một cái đầu của cự giải hai đầu, không thể nghi ngờ điểm năng phòng ngự của hắn làm sao có thể chịu đựng được, diệt thế nhất kiếm trong trạng thái chồng lên nhau gấp 20 lần liền. Gọt nát một cái đầu lực lượng khủng bố trong nháy mắt bao trùm về phía mỗi một góc của chiến trường vạn thước kinh động không nói thậm chí ngay cả song đầu cự dài hơn phần nửa thân thể tương ứng dưới một cái đầu trong đó đều bị đánh vỡ vụn nếu không phải từ dương kịp thời thu tay lại để cho dư uy tiếp theo của một kiếm này tận khả năng có rút lại khu vực chiến trường trong vòng vạn thước chỉ sợ một kiếm này tiếp theo sinh ra uy lực còn có thể làm cho vô số sinh vật trong biển dưới mấy ngàn thước này bị ảnh hưởng vô tận hải tam đại bá chủ ngưu bất ngưu từ dương một kiếm gãy đầu tại chỗ sau khi cảm thụ được uy lực của từ dương vừa rồi kinh thiên nhất kiếm lúc này cảm khái lớn nhất của cự giải song đầu chính là mình may mắn trời sinh nhiều hơn các loài khác một cái đầu nếu không chỉ sợ mình chết như thế nào cũng không rõ ràng lắm mắt thấy trên cổ mình đột nhiên có thêm một vết sẹo to bằng chén có vẻ đỏ rực hơn nữa chỉ còn lại có một cái đầu cắm vào thân thể có vẻ phá lệ không cân xứng cự giải hai đầu lúc này phẫn nộ đến cực điểm nhưng mà hắn lại chậm chạp không có nổi giận với từ dương thậm chí ngay cả một câu ác độc cũng không có từ trong miệng hắn nói ra nguyên nhân hẳn là có thể có một loại thực lực chính là hắn quá kiêng kỵ từ dương ta nhất định phải thừa nhận thực lực của người đủ cường đại nhưng cái gọi là đừng hẹp gặp người dũng cảm thắng người ta nếu đã gặp được trong biển vô tận này hôm nay tất cũng phải là một đoạn cực giải xong đầu dù sao cũng không ghen vừa dứt lời chỉ thấy hắn đã mất đi nửa cái đầu thân thể thật lớn bắt đầu điên cuồng tiết lộ ra ngoài một cỗ năng lượng màu nâu đỏ cực kỳ đặc thù loại năng lượng thể này trong thời gian cực ngắn nhanh chóng thoát ly thân thể song đầu cự giải, sau đó bắt đầu dùng hình thái thủy triều điên cuồng khuếch tán vào sâu trong hải vực chung. Quanh, hơn nữa loại năng lượng cơ thể đặc thù này mật độ lớn hơn rất nhiều so với nước biển, trong thời gian rất ngắn nhanh chóng chìm xuống, giống như vô số cự thạch lỏng điên cuồng bao trùm theo chiều dọc mà xuống. Cũng chính trong khoảng thời gian này, từ dương cái nhìn sâu sắc kinh người cỡ nào, một đôi đồng tử màu vàng trong nháy mắt chiếu vào sâu trong hải vực phía dưới, Muốn quan sát loại năng lượng thể đặc thù này, đối với những sinh vật trong biển sâu dưới nước này có thể tạo thành ảnh hưởng như thế nào? Bất quá hắn vừa nhìn đã kinh hãi không thôi, nhịn không được hít sâu một hơi. Người người này rốt cuộc là muốn làm cái gì, xong đầu tiếp tục cười ha ha. Không có gì, các hạ không cần khẩn trương như vậy, dựa vào thực lực của ngươi, ở trước mặt ta căn bản không cần bày ra một loại tư thái như vậy, ta chẳng qua là đem áp lực ngươi gây áp lực cho ta biến thành một phương thức khác, chuyện cho những thức ăn hèn mọn phía dưới mà thôi tính từ cự giải xong đầu này dùng một chút tật xấu cũng không có bởi vì vô tận chi hải vốn là một cục diện sinh thái cực độ tuân theo cấp bậc chuỗi thức ăn cá lớn muốt cá thể thích hợp sinh tồn không ai có thể thay đổi quy tắc như vậy cự giải hai đầu là một trong ba đại bá chủ duy nhất còn sót lại trong biển vô tận tự nhiên có được quyền quyền thống trị cấp tuyệt đối hắn có thể tùy ý quyết định sinh tử của các loài trong biển vô cùng vô tận loại chất lỏng năng lượng đặc thù này nhanh chóng lan tràn khiến cho từ dương nổi giận kế tiếp hắn lại đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Cùng lúc đó, ở trong hải vực bị khí tức của hắn quanh tròn vạn thước tuần hoàn, vô cỗ băng làm sắc lực lượng vô cùng cường đại thuận theo đầu ngón tay từ dương phóng thích ra, năng lượng băng làm sắc cuồn cuộn không ngừng sau khi vào nước. Dĩ nhiên trong thời gian rất ngắn tự động dệt thành một đạo hình thái rồng. Cái này băng làm sắc thủy long khổng lồ uốn khúc ở chỗ sâu dưới biển này điên cuồng cắn nuốt loại năng lượng quỷ dị này phóng thích ra. Trời ơi! không ngờ lão đại lại có thủ đoạn như vậy thật sự là quá kinh người quả nhiên giống như lời ngươi nói lang gia nhị đương ra lão đại chúng ta thật sự là một bảo tàng tu luyện còn sống nha trên người hán rốt cuộc có được bao nhiêu loại công pháp ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hán thi triển ra